Có thể bạn chưa biết trong Naruto Shippuden, việc Jiraiya hy sinh được dự đoán trước không phải từ lúc nói chuyện với Tsunade, mà là lúc gặp mặt lần cuối với Naruto ở tập 121. Khác với lần trước hai thầy trò đi với nhau, Jiraiya cùng Naruto ăn ramen hỏi về việc Naruto sẽ đưa Sasuke về làng như thế nào, và nói về việc thất bại của ông ngày xưa không đưa được Orochimaru về làng, căn dặn Naruto phải hoàn thành điều mà ông không thể làm được. Vẫn trêu chọc học trò như mọi khi, nhưng Jiraiya lần này lại nhiều miếng chashu cho Naruto, và cuộc trò chuyện cuối với Tsunade càng làm rõ death flag của Jiraiya hơn. Và đó chính là điều